audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 87 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong văn phòng của tập đoàn Dương Quang, làm tốt mọi chuyện rồi chứ? Phan Lâm nhìn Hàn Long đi tới hỏi, đã làm tốt, vậy được rồi. Chủ tịch Lâm, Phạm Lạc này cầu tính xử lý như thế nào đây? Hàn Long cẩn thận hỏi, Đuổi anh ta ra khỏi đoàn làm phim là được rồi. Tôi không có hứng thú gì lớn với cái loại nhân vật này. Chỉ cần anh ta không làm ảnh hưởng tới việc quay phim là được. Phan Lâm nói. Được, Chủ tịch Lâm. Hắn Long gật đầu. Việc giải tán và tổ chức lại đoàn làm phim Chiến Hồ chỉ diễn ra và kết thúc trong vòng chưa đầy 10 phút. Nhưng tin tức đã được lan truyền khắp mạng lưới và trên toàn quốc trong vòng 1 phút. Trong khoảnh khắc đó, vô số fan hâm mộ sôi trào, vô số quần chúng ăn dưa kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được đoàn làm phim chiến hổ trình đốn lại chỉ là để đuổi Phạm Lạc và Văn Vũ ra khỏi đoàn làm phim. Cũng không phải nói Dương Quang không bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng. Tập đoàn Dương Quang là công ty nào chứ? Đây chính là ông trùm trong ngành y khoa trong nước. Nếu anh ta không bồi thường thì tuyệt đối không phải là vấn đề về tiền, mà là người có vấn đề. Thế là vô số người bắt đầu suy đoán phạm lạc rốt cuộc làm gì mà khiến cho dương quang giải tán để trình đốn lại đoàn làm phim chiến hồ ngành giải trí trực tiếp xôi chào weibo mỗi ngày đều có các loại ăn dưa thật giả đưa tin truyền ra mà trong đó có một quả dưa xác thực chính là từ người bên trong đoàn làm phim chiến hồ tung ra truyền chủ tịch lâm đuổi phạm lạc đi tin tức này có độ tin cậy cực cao thậm chí Weber kia còn tung ra mấy tấm hình trong giạp trong chốc lát vô số người bắt đầu chửi rủa phạm lạc nói anh ta đùa giỡn hàng hiệu không biết trời cao đất rộng ngay cả người bao nuôi cũng không để vào mắt thực sự quá kiêu căng nhưng phạm lạc cũng không hoảng hốt chờ dư luận phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn thì anh ta mới lên mạng tung ra một đoạn clip mà đoạn clip chính là chuyện xảy ra sau này giữa phan lâm và phạm lạc cánh quay được camera ghi lại người đàn ông mặc đồng phục hơn nữa cùng với một thời gian một tài liệu của luật sư được gửi đến tập đoàn dương quang phan lâm cầm tập văn kiện do luật sư đưa ngồi trong văn phòng làm việc bình thản xem hàn long đứng ở một bên ngoài ra tống khang cũng đến đây ông ta yên lặng hút thuốc ở trên ghế salon lông không nói một lời đoạn phim của phạm lạc đã làm cho dư luận dày sóng đa số mọi người đều cảm thấy có điều bí ẩn nên không còn dám chọn đội lung tung nữa người phân xử vụ tai nạn hẳn là có quan hệ với phạm lạc có phải không phan lâm đề văn kiện của luật sư xuống bình tĩnh nói theo như kỳ văn điều tra thì người đó có quan hệ đồng hương với phạm lạc hơn nữa lúc phạm lạc chuẩn bị vu cáo hãm hại chủ tịch lâm thì anh ta đã lén lút cắt bò toàn bộ hình ảnh giám sát trong khu vực và tiêu hủy camera hành trình của mình mặc dù camera hành trình của chủ tịch lâm vẫn còn nhưng bộ phận bị va chạm lại ở bên cạnh nên camera hành trình trên xe của anh không thể ghi lại được hình ảnh xe của phạm lạc nếu như anh muốn tự làm chứng thì cũng sẽ không dễ dàng hàn long khẽ nói xem ra phạm lạc muốn chụp cái mũ thủ phạm lên đầu tôi mà anh ta thì lại giả thành người bị hại để tiến hành lên án tôi sau đó chiếm được sự cảm thông của quần chúng để thu hút một lượng người hâm mộ chứng minh bản thân trong sạch sao? Anh ta tính toán thật sự là không tệ. Phan Lâm để văn kiện của luật sư trên tay xuống khẽ gật đầu nói. Mặc dù việc này hơi khó giải quyết, nhưng tôi nghĩ Khúc Thị Nghiêm và Kỳ Văn có thể làm được. Chủ tịch Lâm, để họ xử lý đi. Hắn Long mỉm cười nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Anh thực sự không có thời gian dành để lãng phí với một người vô danh tiểu tốt như Phạm Lạc. Ngày tổ chức đại hội càng ngày càng gần nên anh chắc chắn phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hai người thảo luận xong thì Tống Khang đang ngồi hút thuốc ở trên ghế xà lồng, đột nhiên rụi điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi đứng dậy khẽ nói. Chủ tịch Lâm, tôi có chuyện muốn nói với anh. Sao vậy? Phan Lâm hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Chủ tịch Lâm, bộ phim này sợ là... không thể quay được nữa. Tống Khang âm thầm cắn răng khẽ nói. Bởi vì tôi điều anh đến vị trí phó đạo diễn để hắn long làm đạo diễn trên danh nghĩa sao? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên. Tống Khang không chút do so dự thừa nhận, hai mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, tôi đã bỏ rất nhiều tâm sức cho bộ phim này. Tôi đã phải chuẩn bị suốt bao nhiêu ngày đêm. Kết quả lần này bởi vì chuyện của Phạm Lạc mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Không phải là tôi nhằm vào Tổng Giám Đốc Long, mà là dù sao thì Tổng Giám Đốc Long cũng là người ngoài nghề. Chủ tịch Lâm, anh có biết rằng như vậy sẽ làm cho trái tim tôi băng giá không? Tống Khang lộ ra vẻ hết sức kích động. Bởi vì nguyên nhân này sao? Phan Lâm cũng không tức giận mà bình thản nhìn anh ta. Nếu không thì sao chứ? Người làm sai là phạm lạc thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao tôi lại phải chịu cùng xui xào với anh ta chứ? Còn có phó đạo diễn Đào Sử Minh nữa. Anh ta chỉ là không biết anh nên không giúp anh mà thôi. Anh lại muốn ép anh ta rời đi sao? Anh có biết rằng phó đạo diễn Đào Sử Minh là người từng trải trong ngành giải trí và là nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh không? Nếu như anh ta ở đây thì tất cả các vấn đề trong giai đoạn đầu của bộ phim của chúng ta đều được đảm bảo. Bây giờ anh đuổi anh ta đi rồi thì làm sao chúng ta giải quyết các vấn đề trong giai đoạn trước khi tuyên truyền phim chứ? Anh đã làm cho bộ phim này của chúng ta rơi vào bế tắc rồi thì làm sao tôi có thể còn quay tiếp được nữa? Tống Khang kích động nói anh ta hết hy vọng rồi anh ta hiển nhiên không thể hiểu được dự định của phan lâm anh ta thấy phan lâm chỉ là một người ngoài nghề một người ngoài nghề hơi có tiền mà thôi nếu như anh không bằng lòng làm thì tôi sẽ tìm người khác thay thế anh phan lâm bình thản nhìn anh ta nói tôi biết là cậu sẽ nói như vậy cậu yên tâm tôi cũng sẽ không khuyến luyến cái đoàn làm phim này ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục nên cậu cứ tìm người có tài khác đi tống khang trầm giọng nói nói xong ông ta muốn rời khỏi phòng làm việc ông ta đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi đây nhưng đúng lúc này phan lâm lại khẽ quát đứng lại chủ tịch lâm còn có chuyện gì sao ông muốn đi thì tôi sẽ không ngăn cản ông nhưng nếu như ông chỉ xem tôi như là một nhà đầu tư thích đùa giỡn vậy thì tôi sẽ cảm thấy không vui sao vậy chẳng lẽ chủ tịch lâm còn muốn đánh tôi sao tống khang tức giận nói yên tâm Tôi không có thô lỗ như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu là ông thật sự muốn quay một bộ phim hay sao? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên. Tống Khang bỗng nhiên quay đầu giận đùng đùng chừng mắt nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu có thể xỉ nhục tôi nhưng không thể xúc phạm nhân cách của tôi và tấm lòng chân thành của tôi dành cho phim ảnh. Cậu... quả thực là khinh người quá đáng. Vậy tôi hỏi ông, tại sao ông lại dung túng cho nhân viên của đoàn làm phim nhận hối lộ, để cho người ở bên ngoài dùng tiền đổi vai diễn chứ? Tại sao ông lại dung túng cho đoàn làm phim cấu kết với người lấy cài giao giá trên trời để thu một khoản tiền lớn từ đoàn làm phim? Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay mà ông đã chi tiêu gần một ngàn tỷ. Hơn nữa, tôi xem kế hoạch của ông thì dường như là tập đoàn Dương Quang của chúng tôi đầu tư cho ông 3.500 tỷ. Nhưng ông chuẩn bị chỉ dùng 300 tỷ làm tiền chi phí để quay phim. Vậy thì 2.800 tỷ đâu? Ông chuẩn bị dùng để làm cái gì? Phan Lâm chất vấn. Tống Khang thở gấp khẽ nói. 2.800 tỷ đương nhiên là dùng để thanh toán tiền lương cho diễn viên. Mặc dù diễn viên chính đều dùng người mới, nhưng tất cả vai phụ đều là diễn viên hàng đầu trong nước nên phí xuất hiện của bọn họ đều là giá ở trên trời. Khoản phí tồn này chẳng lẽ có thể tiết kiệm được sao? Cho nên nói ông hoàn toàn không phải là vì muốn quay bộ phim này mà ông chỉ muốn làm một bộ phim có doanh thu phòng vé cao tống khang ông đã quên mất dự định ban đầu rồi nếu như tôi giao bộ phim này cho ông thì ông cũng chỉ quay ra một bộ phim tồi tệ mà thôi phan lâm lắc đầu nói chủ tịch lâm cậu hoàn toàn không hiểu rõ về thế giới điện ảnh cậu hoàn toàn không hiểu rõ nước trong này sâu bao nhiêu phức tạp bao nhiêu tống khang gầm lên vậy ông không thể thoát ly khỏi cái vòng này sau đó quay bộ phim này với ý định ban đầu của ông sao Phan Lâm hỏi ngược lại. Hô hấp của Tống Khang bỗng nhiên run lên. Một lát sau, ông ta khàn giọng nói. Không có phòng bán vé thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Vậy thì ông còn có tư cách để tương xứng với cái tên nhà làm phim sao? Phan Lâm lại hỏi. Tống Khang khẽ ngẩng đầu hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Cậu... có ý gì đây? Sở dĩ, tôi giải tán đoàn làm phim rồi sau đó gây dựng lại là vì muốn loại bỏ thành phần dơ bẩn trong đoàn làm phim. Phan Lâm tôi không để ý, thật sự không để ý. Đừng nói là đầu tư 3.500 tỷ, cho dù là 5-6.000 tỷ thì tôi đều có thể cho ông. Nhưng ông chắc chắn giao cho tôi một bộ phim mà ông hoàn toàn quay bằng tâm nguyện ban đầu, chứ không phải dựa vào cái sức thu hút người xem của người nổi tiếng gì đó, không phải dựa vào người nổi tiếng lão làng trong giới điện ảnh. Thứ mà ông dựa vào chính là thực lực của ông. Chỉ tiếc là lúc trước, ông đã có một vài bộ phim thất bại, nên đã hoàn toàn mất hết lòng tin vốn dĩ tôi tưởng rằng ông sẽ lấy lại được lòng tin của mình nhưng ông lại không thể làm được trái lại ông trở nên nước chảy bèo trôi không khác gì những người khác tôi muốn thông qua việc gây dựng lại đoàn làm phim để nhắc nhở ông nhưng không ngờ ông cũng tầm thường giống như những người kia tầm thường sao <laughs> họ phan kia tôi đã nói rồi cậu chỉ là một người ngoài nghề cậu hoàn toàn không hiểu gì hết nếu như quay phim theo như lời cậu nói, thì phòng bán vé sợ rằng không thể vượt qua 100 triệu. Cậu có tin không? Vậy chúng ta đánh cược đi. Phan Lâm đột nhiên nói. Đánh cược cái gì nào? Ông cứ quay phim, dựa theo lời của tôi nói. Nếu như phòng bán vé không vượt qua 100 triệu, thì tôi sẽ đầu tư thêm 3 tỷ nữa để ông làm phim theo ý thích và không bao giờ can thiệp vào chuyện của ông nữa. Ông thấy thế nào? Được. Hai mắt của Tống Khang sáng rực lập tức đồng ý. Nhưng nếu như phòng bán vé của tôi vượt qua 100 triệu thì sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Vậy tôi sẽ quỳ ngay trong buổi họp báo và bái cậu làm thầy. Từ nay về sau, cậu sẽ là cố vấn điện ảnh cho Tống Khang tôi. Tống Khang vỗ bộ ngực nói. Được. Phan Lâm híp mắt, khẽ gật đầu. Vấn đề giữa Phạm Lạc và Chủ tịch Lâm của Dương Quang dưới sự kiểm soát của một nhóm nhỏ đứng phía sau anh ta ngay lập tức bùng nổ trên mạng một phần đoạn video xét xử sự, sự cố đó cũng bị chuyển lên mạng khi nghe phán quyết của thẩm phán trong video tất cả mọi người đều tin sự cố này chủ tịch lâm phải chịu trách nhiệm việc chủ tịch lâm vô duyên vô cớ tổ chức lại đoàn làm phim hành động không cho phạm lạc và nhóm người văn vũ tham gia vào đoàn làm phim mới chính là công khai đuổi đi trong một thời gian ngắn trên mạng xuất hiện vô số tiếng nói tất cả đều ủng hộ phạm lạc và văn vũ đặc biệt là vô số các fan mẹ của phạm lạc bọn họ tràn đầy phẫn nộ điên cuồng lên diễn đàn facebook công kích vị chủ tịch lâm thần bí và khó lường này điều này đã khiến cho rất nhiều fan hâm mộ của chủ tịch lâm cực kỳ bất mãn kết quả là hai bên ở trên facebook và các diễn đàn blog và các bình luận tin tức mờ chiến trường bắt đầu các cuộc chiến tranh khẩu chiến hầu như các tiêu đề tin tức trong những ngày tới ngày nào cũng sẽ có liên quan đến vấn đề này mà từng loại dưa mới, dưa giả cũng liên tục xuất hiện. Chỉ là việc này đối với người qua đường mà nói thì rõ ràng chủ tịch Lâm rất quá đáng. Dưới cái nhìn của người qua đường, chủ tịch Lâm ỷ vào việc mình là người đầu tư mà chèn ép Phạm Lạc và Văn Vũ. Vì vậy, hầu hết dư luận trên mạng đều nghiêng về phía Phạm Lạc và Văn Vũ. Sau khi Phạm Lạc và Văn Vũ nhìn thấy đủ loại bình luận đang hot trên mạng, bọn họ liền vui vẻ ăn mừng và tổ chức tiệc khiêu vũ trong biệt thự. Họ biết rằng lần này chủ tịch Lâm sẽ không thể nào tay trắng được. Đương nhiên, Hàn Long phải bảo vệ danh dự của Phan Lâm, yêu cầu vài công ty hoạt động phía dưới tuyển một lượng lớn lực lượng thủy quân trên mạng để cài chính tên tuổi của Phan Lâm. Hai bên vẫn như cũ, cứ khăng khăng rằng mình đúng, liên tục rằng co. Nhưng mà vào lúc này, một nhân vật nặng ký gia nhập vào chiến trường trực tiếp làm cho tình thế tương phản rõ rệt. Đó là phó đạo diễn Sử Minh, Đào Sử Minh. Đào Sứ Minh lập một nhóm trực tiếp trên Weibo công kích Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang, ý thế hiếp người với tư cách là người ngoài can thiệp vào đoàn làm phim, kết quả là làm cho bộ phim không thể suôn sẻ quay chụp. Cũng nhiều lần trách mắng Phạm Lạc, Văn Vũ và một nhóm diễn viên có ngoại hình diễn xuất trên mạng đều mắng Chủ tịch Lâm bảo thù mắt cao hơn đầu. Ngay sau khi tin tức này được truyền ra, giới giải trí và giới điện ảnh ngay lập tức xảy ra một trận động đất mạnh 12 độ Richter. Những quần chúng ăn dưa trên khắp cả nước đều ồ lên. Đào Sứ Minh là ai chứ? Cho dù là người tóc húi cua cũng biết đến ông. Ông chính là người đã giành được nhiều giải thưởng lớn, diễn viên đứng đầu học viện. Ở trong giới điện ảnh đã vài chục năm là người có lý lịch, lọc lõi và khả năng diễn xuất rất tốt. Tuy rằng vài năm gần đây có chút im ắng, nhưng vị thế của ông trong giới điện ảnh thì không ai có thể so sánh được. Ngay cả người như vậy cũng đứng về phía phạm lạc mà mắng chửi chủ tịch lâm trong nhất thời tất cả dư luận đều nghiêng về một phía vô số người nổi tiếng đã theo dõi Đạo sử minh trên facebook đều ủng hộ cho phạm lạc trong một thời gian ngắn chủ tịch lâm trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người hò hét đánh đập thậm chí trong giới điện ảnh còn có một làn sóng tẩy chay phim chiến hồ tình hình càng lúc càng trở nên mất kiểm soát nhưng đối với tất cả những chuyện này cả chủ tịch lâm và dương quang đều không lên tiếng Mặc dù mỗi ngày có vô số phóng viên bàn tán tụ tập ở trước cổng tập đoàn Dương Quang, muốn chặn chủ tịch Lâm và hắn long lại hỏi một hai câu, nhưng Dương Quang bên này giống như nước lặng, gợn sóng không chút sợ hãi. Kết quả là càng có nhiều người tin hơn, Dương Quang không phản bác, điều đó chứng tỏ rằng họ chấp nhận tất cả những chuyện này, không ngờ chủ tịch Lâm lại là người như vậy. Anh ta cái gì cũng không hiểu, còn nhảy vào giới điện ảnh, cứ làm đầu tư không phải được rồi sao? điện ảnh cứ để người trong nghề làm chẳng phải tốt hơn sao tôi còn nghe nói rằng anh ta muốn quy tắc ngầm với văn vũ nhưng văn vũ đã từ chối phạm lạc ra mặt vì văn vũ cho nên mới đắc tội với anh ta rồi liên lụy đến chính mình nếu quả thật như vậy thì chủ tịch lâm này không phải là người rồi không bằng cầm thú uổng công trước kia tôi rất hâm mộ anh ta những tiếng la mắng trên mạng vang lên không ngừng sự im lặng của dương quang không những không khống chế được dư luận mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn ngay cả thị trường chứng khoán của dương quang cũng bị biến động trong văn phòng chủ tịch tập đoàn dương quang chủ tịch lâm nếu không giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt thì bộ phim kia đừng nói tới phá kỷ lục một tỷ trong phòng bán vé e rằng ngay cả quay chụp cũng sẽ cực kỳ khó khăn ngài chẳng lẽ không định cho mọi người một câu trả lời thuyết phục sao tống khang không thể chịu đựng được nữa vì sự cố này mà nhiều diễn viên trong đoàn bị mọi người khắp nơi quan tâm và gây áp lực không thể tiếp tục bình thường quay phim được nữa. Chuyện này đã có cách xử lý rồi, kiên nhẫn chờ thêm nửa ngày là xong. Trên bàn làm việc, Phan Lâm một bên nhìn tư liệu, một bên thản nhiên nói. Giải pháp gì chứ? Tống Khang sừng sốt lập tức hỏi. Phan Lâm nhìn anh ta một cái, sau đó từ trong ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một cái USB đặt lên trên bàn. Tống Khang ngẩn ra, nhìn cái USB một chút, liền vươn tay cầm lấy. Bên cạnh có máy vi tính. Phan Lâm nói, tống khang chạy đến ngay lập tức kết nối usb mở ra bên trong có một số thư mục văn kiện đột nhiên sắc mặt của tống khang thay đổi kinh hãi anh anh có ý định công bố chuyện này không người không phạm ta thì ta không phạm người nếu bọn họ đã muốn dẫm lên tôi thì tôi chỉ có thể đập chết bọn họ xuống mặt đất phan lâm không chút thay đổi nói anh anh sẽ hủy hoại vô số người anh không thể làm như vậy không thể tống khang đột nhiên kích động mà hét lớn lên tống khang thần bay phách lạc rời khỏi tập đoàn dương quang anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một công ty lấy y dược để lập nghiệp sẽ có thủ đoạn năng lực như vậy anh ta làm ra nhiều chuyện mờ ám khi nào chứ lấy đâu ra nhiều chứng cứ như vậy tống khang vẻ mặt si ngốc vừa đi về phía trước vừa lầm bầm những thứ trong usb thực sự rất chấn động Lúc này một chiếc ô tô Mercedes-Benz dừng lại ở trước mặt Tống Khang. Sau đó một người phụ nữ mặc trang phục công sở bước xuống xe. Tháo kính dầm già, cười quyến rũ với Tống Khang rồi nói. Đạo diễn Tống Khang, ngài vẫn khỏe chứ? Cô là... Cả người Tống Khang run lên, lấy lại tinh thần rồi hỏi. Tôi tên là Phùng Bảo Chi, tôi là người đại diện của anh Phạm Lạc. Không biết tối nay ngài có rảnh không? Anh Phạm Lạc đã bao toàn bộ khu VIP của khách sạn Lâm Giang mời ngài đến dự tiệc mong ngài vuốt mặt nề mũi phùng bảo chi mỉm cười nói dự tiệc sao tống khang nhíu mày hiện tại mọi chuyện đang rối rắm như vậy cậu ta còn có tâm tư mà tổ chức yến tiệc vui chơi sao <laughs> thật đúng là hết cách đạo diễn khang ngài hiểu lầm rồi anh lạc tổ chức tiệc không phải để vui chơi mà là anh ấy muốn thảo luận với ngài về chuyện của giới điện ảnh điện ảnh sao tống khang sừng sốt đúng vậy anh Lạc định thành lập một dự án mới đã bắt đầu kêu gọi đầu tư rồi. Tự mình đóng vai nam chính. Tuy có kinh phí và diễn viên nhưng thiếu một đạo diễn giỏi. Cho nên muốn mời anh làm đạo diễn cho bộ phim mới của anh ấy. Về chuyện này, mời ngài đến khách sạn Lâm Giang và cùng ngồi thảo luận với anh Phạm Lạc để bàn chi tiết hơn. Ngài nghĩ sao? Tống Khang cúi đầu suy nghĩ. Ông ta không ngờ Phạm Lạc lại có dã tâm lớn như vậy. Hơn nữa, việc thành lập một dự án phim mới vào thời điểm này cho thấy rõ ràng là muốn hút khô máu của Chủ tịch Lâm. Anh ta muốn dựa vào tiết tấu và điểm nóng của Chủ tịch Lâm để tăng nhiệt độ cho bộ phim mới. Nếu biết sử dụng chuyện này để quảng bá cho bộ phim, có thể có giá trị ngang với hàng triệu tiền quảng cáo tuyên truyền. Đúng là dầu đổ bìm leo. Tống Khang thầm hư lạnh một tiếng. Bản thân cậu ta bây giờ đáy quần cũng có bùn vàng. Không phải phân thì cũng là phân. Cậu ta còn có tâm tư kêu gọi tài trợ sao? Lúc này ai sẽ tài trợ cho cậu ta chứ? Cậu ta có thể được tài trợ bao nhiêu? Tài trợ 35 tỷ. Hiển nhiên là không thể. Dù sao thì không phải ai cũng giàu có như tập đoàn Dương Quang. Nhưng làm cách 10 hay 11 tỷ thì không có vấn đề gì. Phùng Bảo Chi cười nói. Muốn làm sao? Thì làm ở đâu chứ? Đương nhiên là Dương Quang. Phùng Bảo Chi cười thần bí. Dương Quang. Tống Khang thờ gấp đạo diễn tống khang tôi không thể nói rõ với ngài trong một lát được ngài lên xe đi chúng ta đến bữa tiệc rồi nói chi tiết hơn phùng bảo trì nói tống khang trần trừ một lát sau đó hít sâu một hơi 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 vuốt cằm rồi lên xe dư luận trên mạng tiếp tục rầm rộ danh tiếng của tập đoàn dương quang cũng điêu đứng vì vụ việc này với sự giúp đỡ của một số người có tâm thậm chí trên mạng cũng có người bắt đầu công kích nói chất lượng thuốc của tập đoàn dương quang có vấn đề Thẳng đến khi nói tập đoàn Dương Quang thành một nhà sường lòng dạ hiểm độc chỉ vì tiền không thể không nói rằng đây là một cú đả kích lớn đối với tập đoàn Dương Quang nhưng Phan Lâm lại không lo lắng bởi vì anh tin rằng dư luận hiện tại đang ngày càng gai gắt chờ sau khi bắt đầu phản lại nhất định sẽ càng trở nên khốc liệt hơn người nhảy càng vui sướng khi chết sẽ chỉ càng khổ hơn Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Phan lầm liếc nhìn tên hiển thị là của Lý Cầm, lập tức nhấc máy. Cầm à, có chuyện gì vậy em? Anh rể, anh đang ở đâu vậy? Giọng nói mệt mỏi của Lý Cầm vang lên ở đầu dây bên kia. Anh, anh đang ở tiệm thuốc của chị Tú Lan, có chuyện gì không? Anh đến trường học của em có được không? Em, em muốn ăn cơm với anh. Lý Cầm mỏi mệt nói. Được rồi, em ở trường đợi anh, anh đến ngay đây. Phan Lâm gật đầu, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Chủ tịch Lâm, anh đi đâu vậy? Mới ra khỏi văn phòng, Hàn Long lập tức hỏi. Giúp tôi chuẩn bị xe, tôi đi ra ngoài một chút. Anh có muốn khiêm tốn một chút không? Ừ, càng khiêm tốn càng tốt. Này, Chủ tịch Lâm, lần trước chiếc xe đó đã được đưa đến cửa hàng 4S để sửa chữa. Chiếc xe rẻ nhất trong gara là chiếc Maserati. Anh có muốn đi taxi không? Ờ, à, vậy thì kệ đi, xe nào cũng được phan lâm lười đi xe taxi sẽ tốn quá nhiều thời gian chưa kể gần tới năm mới xe cũng khó bắt có khi lúc đến trường học của lý cẩm thì cũng đã khuya rồi khi phan lâm chạy tới trường học của lý cẩm trời đã nhá nhem tối anh đậu xe cạnh khuôn viên rồi đi bộ vào chầm một điếu thuốc và đứng đợi dưới lầu ký túc xá nữ một lúc sau lý cẩm tái nhợt bơ phờ đi xuống cầm làm sao vậy phan lâm bóp tắt tàn thuốc khó hiểu hỏi Lý cầm nhìn anh một cái, lắc lắc đầu nhỏ giọng nói. Anh rể, đi uống rượu đi. Uống rượu sao? Không phải em nói đi ăn tối sao? Anh cứ đi là được. Lý cầm nắm lấy cổ tay Phan Lâm, vội vàng bước ra ngoài. Phan Lâm kinh ngạc. Lý cầm, làm sao vậy? Hôm nay tâm trạng của Lý cầm không tốt. Phan Lâm có thể thấy điều đó khi cô ấy gọi một vài món xào và một chai rượu. Sau đó cô ấy bắt đầu uống. Sau khi đưa bia vào cổ họng được vài ngụm, khuôn mặt của lý cầm đỏ bừng quyến rũ ông chủ một chai thanh đào nữa lý cầm hét lên được rồi cầm đừng uống nữa phan lâm thì thào anh rể không sao đâu ngày mai không có tiết không sao đâu mà lý cầm lè lưỡi nói em sao vậy em có chuyện gì không vui sao phan lâm không nhịn được hỏi anh rể anh nói xem tại sao em lại xui xẻo như vậy chứ lý cầm đặt ly rượu xuống hơi thở ra một mùi rượu nồng nặc bốc ra Xui xẻo sao? Không phải em xui xẻo sao? Mẹ em nợ nần trồng chất, bố em lại bị đâm phải nhập viện, lại mắc phải chứng mania. Khi em nghĩ có thể chữa khỏi, thì kết quả là cô Linh Trúc lại không định chữa trị cho bố em. Bây giờ bộ phim mới lại bị tạch rồi. Anh rể, em cảm thấy cuộc đời của em thật là đáng buồn. Lý cầm đau lòng nói, đôi mắt lim dim. Phản lầm nghe cô ấy nói thế, không khỏi suy ngẫm. Nghĩ kỹ lại, hiện tại Lý cầm quả thực gặp phải xui xẻo chuyện xấu cứ liên tiếp xảy ra khi ở nhà xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên cô ấy là người căng thẳng nhất bây giờ tiền nhập viện của bố cô ấy đang tăng chóng mặt còn mẹ cô ấy thì suốt ngày rơi nước mắt khóc lóc lý khanh hần cũng được coi như là hiểu chuyện ở nhà ngược lại cũng lo liệu chút việc nhà ban đầu lý cầm muốn chờ mình và giải quyết vấn đề tài chính của gia đình bằng cách dựa vào bộ phim này nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến hy vọng duy nhất của cô ấy cũng xảy ra vấn đề cô ấy đương nhiên sẽ thấy buồn phiền. Ai nói với em rằng bộ phim truyền hình mới bị tạch rồi chứ? Phan Lâm bối rối nhìn cô ấy nói. Không phải đoàn làm phim mới này đã được sắp xếp lại rồi sao? Vị trí nữ chính của em vẫn không thay đổi, khá ổn. Tại sao em lại cho rằng phim này sẽ thất bại chứ? Anh dễ, anh không biết trên mạng đã có rất nhiều rắc rối rồi sao? Hiện tại trong đoàn làm phim có tin đồn rằng bộ phim này có thể bị đình chỉ và không quay nữa và có tin đồn rằng đạo diễn Tống Khang có thể rời đoàn, anh rể. Đạo diễn Tống Khang là linh hồn của bộ phim này, nếu anh ta còn ra đi, anh có nghĩ bộ phim này vẫn sẽ được quay không?" Lý Cầm đau đớn nói. Phan Lâm bất lực bật cười khi nghe thấy lời này, anh còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là như thế này. "Đừng lo, Tống Khang sẽ không rời đi đâu. Anh rể, anh không phải là người của đoàn làm phim, làm sao anh biết quy tắc ở đây chứ?" Lý Cầm thở dài, rót đầy một ly nữa định uống một hơi nhưng Phan Lâm đã giật lấy. Được rồi, cầm mà, đừng uống nữa. Uống nữa em sẽ thật sự say đấy. Anh dễ, em không sao. Được rồi đó, trở về ký thúc xá, anh đưa em trở về. Phan Lâm đứng dậy nghiêm khắc nói. Lý Cầm vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm, há hốc miệng nhưng lại không dám từ chối, chỉ có thể gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười quái dị từ bên cạnh đến. Đây không phải là ngôi sao lý cầm của chúng ta sao? Sao lại ăn ở quán ăn cạnh trường chứ? Một nhân vật như cô sao có thể ở chỗ này vậy? Cái này ăn vào bụng. Lỡ bị đau bụng thì chúng ta chẳng phải không có phim hay để xem sao? Tiếng cười vừa dứt, Cả hai đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó mới phát hiện ra rằng người đang nói chính là Chu Viên Viên. Lúc này Chu Viên Viên đang mặc lễ phục màu đen, miệng ngậm điếu thuốc và trang điểm đậm, dáng người gầy hơn trước, trông cân đối hơn tự nhiên cũng có phần quyến rũ hơn. Chu Viên Viên, tại sao cô lại ở đây? Sắc mặt của Lý Cầm khó coi, đè nén thanh điệu của mình hỏi. Tôi chẳng qua là đi ngang qua đến gặp bạn cùng phòng cũ của tôi mà thôi. Chu Viên Viên khóe miệng nhếch lên, sau đó liếc mắt nhìn chiếc BMW đậu bên đường. Trên ghế lái chiếc BMW có một người đàn ông đang ngồi. Bạn cùng phòng cũ sao? Có chuyện gì sao? Phần lầm bên cạnh khó hiểu hỏi kể từ sau tai nạn của Thái Oánh, Chu Viên Viên đã chuyển ra khỏi ký thúc xá và sống ở ngoài khuôn viên trường. Lý Cầm thì thầm: Học sinh Viên Viên, cô có muốn ngồi ăn với chúng tôi không? Cô muốn gọi món gì thì gọi đi, tôi sẽ trả tiền. Phan Lâm cười. Mặc dù không ưa được giọng điệu của Chu Viên Viên hay thậm chí là tính cách của cô ta, nhưng anh cũng không thèm quan tâm đến loại cô gái như cô ta. Chỉ là Chu Viên Viên chưa chắc nuốt nổi thái độ này của Phan Lâm. Ai muốn ăn món này chứ? Chỉ là ngôi sao nổi tiếng như cô cầm đây muốn giao lưu với fan của cô ấy nên mới có thể ăn món rẻ tiền này. Hãy đến xem. Lý cầm, nữ chính số một của chiến hồ ở đây. Mọi người muốn tìm cô ấy để xin chữ ký của cô ấy thì hãy xếp hàng đi. Chu viên viên hét lớn. Những người xung quanh đang ăn đều hướng mắt nhìn về phía Lý cầm. Sắc mặt của Lý cầm đột ngột thay đổi. Cô ấy lập tức kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống. Nhưng nó không có tác dụng gì hết rất nhanh đã có người nhận ra khuôn mặt của cô ấy wow thật sự là lý cầm đó làm sao cô ấy có thể đến một nơi như vậy chứ tôi nhớ lúc trước cô ấy bị các phóng viên và học sinh chặn đường cả ngày không thể xuống lầu bây giờ rốt cuộc cô ấy dám ra khỏi cửa rồi sao <laughs> không phải sao mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ rất nổi tiếng kết quả cô ấy vẫn chưa hết nổi tiếng được chiến hồ sắp tạch rồi giấc mộng ngôi sao của cô ấy có thể coi như kết thúc vậy thì chúng ta vẫn sẽ xin chữ ký của cô ấy chứ ký tên sao? Ký cái rắm Cái loại sao kém nghèo khổ này Cũng đến nơi này ăn cùng với chúng ta Thì cũng được coi như là ngôi sao sao? Mày không sợ mất mặt hả? Ừ, thì cũng đúng Đôi cái mũ lưỡi chai Làm bộ gì chứ? Tưởng mình thật sự nổi như vậy hả? Mọi người xung quanh bàn tán Chế diễu hay chế nhạo Đủ loại ngôn từ truyền đến Lý cầm sắc mặt thay đổi kinh khủng Thần thể thanh tú khẽ run lên Kể từ khi tổ chức lại đoàn làm phim, bộ phim Chiến Hổ, Lý Cầm gặp rất nhiều áp lực từ thế giới ngày một tăng lên. Đặc biệt là những người xung quanh cô, có lẽ cô ấy nên tìm một người đại diện. Phan Lâm hít sâu một hơi. Anh rể, chúng ta về đi. Lý Cầm chịu không nổi, khẽ kéo tay của Phan Lâm nói nhỏ. Được. Phan Lâm gật đầu, đứng dậy đưa Lý Cầm đi. Dừng lại! Chu viên viên ngăn cản Lý Cầm lại, không cho cô ấy rời đi. Còn muốn làm cái gì nữa? Lý Cầm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô làm sao vậy? Cầm là muốn tốt cho cô. cô không thể bị chuyện đó ám ảnh nữa. nếu tiếp tục, gia đình cô sẽ ra sao đây? bà mẹ cô thì sao? còn có chị của cô, Lý Ái Vân sẽ như thế nào? Chu Viên Viên cười tiếp mắt. ngay khi nghe thấy những lời này, Lý cầm liền bối rối. cô đang nói cái gì vậy? Chu Viên Viên, tôi không hiểu ý của cô. ý của tôi là, còn cần tôi phải nói rõ ràng ra sao? tôi đã nói với cô là không nên lén lút hẹn hò với anh rể của mình rồi. dù sao thì anh ấy cũng là anh rể của cô chu viên viên lớn tiếng nói ngay khi những lời này được mọi người nghe thấy quầy thức ăn lập tức sôi động nghe được tin tức bạo phát như vậy tất cả mọi người đứng lên khỏi chỗ ngồi khiếp sợ nhìn lý cầm bên này bốn phương tám hướng vô số ánh mắt thậm chí ngay cả người qua đường cũng không ngừng bước chân lại mà nhìn về phía này lý cầm ngây người phan lâm khẽ cao mày không ngờ rằng chu viên viên này nói ra lời tổn thương lòng người như thế trong chốc lát Bốn phía vang lên vô số tiếng nghị luận nho nhỏ. Trời ạ, à, người đàn ông kia là anh rể của Lý Cầm sao? Chuyện gì vậy? Sao cô ấy với anh rể của cô ấy lại ở đây ăn cơm với nhau vậy? Không thể nào, không thể nào, tin tức lớn cả năm đó. Nhanh, nhanh lấy điện thoại ra chụp đi, tranh thủ thời gian đăng lên mạng xã hội. Vượt quá giới hạn với anh rể mình. Hay, tôi nói mà, Lý Cầm này không phải là thứ gì tốt, Về ngoài ngây thơ, thực ra rất lẳng lơ đồ loại ngôn ngữ ô uế không ngừng truyền đến sắc mặt của Lý Cầm càng tái nhợt hơn hơi thở gấp gáp cả người cũng sắp không đứng vững nói hưu nói vượn cô cô đang nói hưu nói vượn cô đang hãm hại tôi Lý Cầm kích động hét lên hãm hại sao nhưng cô nam quả nữ hai người bây giờ đang ăn cơm ở đây mà việc này chị cô biết không Chu Viên Viên nhún vài nói chuyện này Lý Cầm ngậm miệng có hơi không biết phải làm sao nhưng phan lâm thì lập tức tiến lên phía trước lạnh lùng nói chuyện này ái vân đương nhiên là biết cô không nên ở đây hất nước bẩn tôi có thể gọi vợ tôi lập tức qua đây chứng minh sự trong sạch của chúng tôi tôi cho cô biết nếu như cô tiếp tục ở đây vu hãm chúng tôi tổn hại danh tiếng của chúng tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó ồ báo cảnh sát hù dọa tôi sao anh thật sự cho rằng hù dọa được tôi sao hai cầu nam nữ ở đây nam nói nữ hát vụng trộm còn không cho người ta nói sao chu viên viên cười lạnh một cái dứt khoát vạch mặt trực tiếp trời rùa chu viên viên cô cô im ngay lý cầm kích động hận không thể tiến lên phía trước ra tay sao nào tôi nói sai gì sao hai người không phải là một đôi cầu nam nữ sao chu viên viên chừng mắt cười nói cô cô cái đồ khốn kiếp lý cầm khó thở một tay với lấy chai rượu trên bàn hung hăng tạt vào chu viên viên trong khoảnh khắc, chu viên viên hứng trọn rượu ướt cả người, trang điểm trên mặt tan đi, thì cô ta biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô, cô dám tạt rượu tôi sao? Cô dám tạt tôi sao? chu viên viên gào thét. Người đàn ông trên chiếc xe BMW bên đường cảm thấy tình thế không ổn, thì lập tức đẩy cửa xe vọt ra. Viên viên, xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông khẩn trương hỏi. Anh hào đôi cầu nam nữ này vậy mà ăn hiếp em. Anh phải giúp em dạy dỗ bọn họ cho tốt quật ngã tên đàn ông này sẽ nát quần áo ả à đê tiện này cho em chu viên viên điên cuồng gào thét nói xong thì xông tới đánh lý cẩm lý cẩm vô ý thức đưa tay muốn ngăn cản chu viên viên nhưng người đàn ông bên cạnh lại nhanh hơn cô ấy một bước đưa tay kéo chu viên viên lại lý cẩm thấy thế thì cuối cùng cũng nhẹ nhõm thờ ra người đàn ông này xem ra dường như phân rõ phải trái hơn chu viên viên nhưng một giây sau người đàn ông bỗng nhiên trở tay trực tiếp hung hăng tát một cái vào mặt của lý cẩm tiếng bạt tay lanh lành mà vang dội gương mặt xinh đẹp trắng nõn của lý cầm nháy mắt xuất hiện một dấu tay màu hồng cô ấy che lấy khuôn mặt lùi về phía sau mấy bước không thể tin nổi nhìn người đàn ông ánh mắt của văn lâm bên cạnh cũng lạnh đi đồ đê tiện lại dám ức hiếp người của tôi sao muốn chết sao tôi chẳng cần biết cô là ai lập tức quỳ xuống cho tôi người đàn ông quát quá phách lối Toàn bộ người xung quanh giật mình, ngay cả ông chủ bán hàng quán cũng không dám ló đầu ra. Cầm, em không sao chứ? Phan Lâm lập tức đỡ lấy Lý Cầm, nhỏ giọng nói. Em không sao, anh rể. Em... Chúng ta nhanh đi thôi. Đôi mắt của Lý Cầm đẫm lệ, vô cùng sợ hãi. Phan Lâm khẽ nói, anh xoay người lại, về mặt không cảm xúc như đàn ông kia. Thế nào, nhóc con, muốn so hai chiêu không? Người đàn ông híp mắt khinh thường nói. À, anh Hào thật ra là nhà quán quân tán thủ của tỉnh, là vệ sĩ của tôi. Tôi cho anh biết, Phan Lâm, anh tốt nhất đừng có tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không, chờ lát nữa bị anh Hào đánh gãy tay gãy chân, thì chúng tôi sẽ không bồi thường cho anh đâu. Tay của chu viên viên chống lạnh cô ta hừng hực khí thế mà nói. Nhà quán quân tán thủ của tỉnh sao? Cũng trầu bò quá đấy. Không nhìn ra, nhà quán quân tán thủ sao? Chuyện này sợ là không phải một người đánh mười người đấy chứ nếu anh rể của lý cầm này mà đánh nhau với người này sợ rằng không phải là một quyền của người ta thì đã hôn mê đấy chứ người xung quanh sợ hãi liên tục thán phục nghị luận ầm ĩ còn có người bắt đầu khuyên phan lâm nhóc à nhanh đi đi đừng để người ta đánh chết đúng vậy đó cậu nhóc nhanh đi đi đàn ông không ăn thiệt thòi trước mắt nếu cậu không đi thì sợ rằng cậu phải nằm bệnh viện đó đám người không ngừng thuyết phục nhất là ông chủ ông ta ước gì đuổi phan lâm đi khỏi nếu anh xảy ra chuyện ở đây thì sau này ông ta không thể làm ăn được nữa. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu về mặt không hề thay đổi đi về phía người gọi là anh Hảo kia. Em gái tôi bị oan ức. Sao tôi có thể đi chứ? Muốn tôi đi cũng được. Hai người quay lại đây xin lỗi đã. Nếu không, hôm nay hai người sẽ phải nằm xuống đây không dậy nổi. Lời này vừa dứt, tiếng cười như sấm vang lên từ bốn phương tám hướng. Đó chính là quán quân võ cận chiến đó người bình thường không thể đối phó được nhìn phan lâm có tay chân gầy gò nhã nhặn mà trên người lại không có nhiều cơ bắp chỉ dựa vào anh ta mà dám nói với quán quân võ cận chiến như vậy sao đây không phải là làm trò cười sao người ở xung quanh đều ôm bụng cười còn có người không ngừng thuyết phục phan lâm đừng hành động theo cảm tính nhưng mà phan lâm hoàn toàn không để ý tới anh ngoảnh mặt làm ngơ tất cả mọi thứ Thật là một người bướng bình, loại người như anh hôm nay không chết thì sau này tuyệt đối cũng sẽ không sống được lâu. Đúng vậy, quả thực là không biết tốt xấu, còn người mắng. Tôi thấy nên nhanh chóng gọi xe cứu thương đi, nếu không tối nay sẽ không cứu được anh ta đâu. Lại có người lắc đầu thở dài, lúc này Lý Cầm đã tỉnh rượu nên vội vàng níu lấy cánh tay của Phan Lâm nói. Anh rể, chúng ta đừng làm loạn, chúng ta nhanh đi thôi. Nếu như anh đánh nhau với anh ta thì chúng ta khẳng định sẽ thua thiệt mất. Lý Cẩm, anh Dề đã khi nào chịu thua thiệt chưa? Phan Lâm gàn giọng nói. Thế nhưng em còn không biết khả năng của anh Dề sao? Chỉ là một quán quân võ cận chiến mà thôi, nên không thể làm gì được anh Dề của em đâu. Huống chi nếu như anh ta dám đánh em ở trước mặt của anh Dề, thì đó chính là đang đánh anh Dề em. Nếu hôm nay anh không giúp em xả cơn tức giận này, vậy thì không phải là sẽ bị em xem thường sao? Về mặt của Phan Lâm không có biểu cảm nói rồi xoay người cất bước đi về phía người được gọi là Hào Ca kia. Quán quân tán thủ thì không thể so đo sao? Người điên sao? <laughs> Anh dễ! Lý Cầm vội vàng túm Phan Lâm nhưng cô ấy hoàn toàn không thể ngăn được. Âm thanh ở bốn phía dần dần nhỏ xuống. Tất cả mọi người chừng to mắt ngừng thở kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Không ai có thể ngờ cái tên ngu ngốc này thật sự muốn khiêu chiến với quán quân võ tán thủ mọi người còn tưởng rằng anh chỉ hành động theo cảm tính mà thôi. Viên Viên, Hào Ca nhìn Phan Lâm hờ hững kêu, sao vậy? giúp anh ta gọi xe cứu thương đi. Hào Ca cười, hai tay khoanh trước ngực đi tới một bước. cậu đừng đánh chết anh ta, đánh gãy hai chân hai tay của anh ta là được rồi. Chu Viên Viên đẩy Phan Lâm khinh thường khịt mũi. Tiếp theo, cô ta lấy điện thoại ra gọi số 120. hai vốn dĩ tôi khinh thường ước hiếp người bình thường nhưng anh động tới người của tôi vậy thì cũng đừng có trách tôi đừng nói là tôi không cho anh đánh anh đánh trước xem nắm đấm bằng bông kia của anh có thể lại dấu vết ở trên người của tôi hay không anh hào cười ánh mắt vô cùng kiêu căng tôi đánh người chưa từng để lại dấu vết phan lâm bước nhanh về phía anh hào xem ra sức lực của anh rất nhỏ anh hào khẽ cười nói anh ta vừa mới dứt lời thì Văn Lâm đã đạp một cước vào trước mặt anh ta, đồng thời hung hăng đấm một cú vào bà vai của Hào ca. Về mặt của anh Hào tràn đầy khinh thường, giơ tay lên bắt được tay của Phan Lâm. Tốc độ của Hào ca không chậm chính xác, nắm vào cổ tay của anh, càng dùng sức bóp cánh tay của Phan Lâm. Nhưng mà sau sức lực này, anh ta lại phát hiện ra, hoàn toàn không thể nào ngăn cản cánh tay của Phan Lâm. Tiếp theo không bị vướng mắc quấy nhiễu, văng lên ầm ầm. Cái gì? Anh Hào cảm thấy không đúng, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Một giây sau, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Theo sát đó chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương của anh Hào vang vọng ở tứ phía. Anh ta ôm cánh tay điên cuồng kêu to, cả người trong nháy mắt ngồi ở trên mặt đất không ngừng dãy ruộng lăn lộn. Cảnh tượng này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn. Họ chỉ thấy Phan Lâm đấm một cú vào trên bờ vai của anh Hào. Nhìn nắm đấm của Phan Lâm, có vẻ cũng không dùng nhiều lực cho lắm, nhưng anh Hào lại không ngừng kêu lên thê thảm. Đây là đang làm cái gì vậy chứ? Phản lầm đã làm cái gì vậy? Đường đường là quán quân võ tán thủ, mà sao lại tê liệt như vậy chứ? Tất cả mọi người ở bốn phía đều rất khó hiểu. Chu viên viên giật mình kêu lên, rồi vội vàng xông tới muốn đỡ anh Hào dậy. Đừng, đừng đụng vào cánh tay của tôi. Hào ca kêu thảm thiết. Hào ca, anh, anh sao vậy? Anh, anh không sao chứ? Chu Viên Viên lo lắng không thôi, nước mắt như sắp trào ra. Bà vai của anh nứt rồi. Hào Ca đau đớn gào to, "Cái gì? Nứt rồi sao?" Chu Viên Viên trợn tròn mắt, vẻ mặt của người vây xem đều kinh ngạc, không sao nói rõ được bà vai của Hào Ca tại sao lại bị nứt ra, chẳng lẽ là Phan Lâm đã làm gì sao? Nhưng ở trước mặt bao nhiêu người, Phan Lâm chỉ đấm một cú rất bình thường, một đấm bình thường này ở trước mặt quán quân võ tán thủ đã là cái gì chứ? Không ai biết câu trả lời, nhưng một giây sau, Phan Lâm lại đột nhiên lao đến hung hăng đạp vào ngực của Hào Ca. Hào Ca phun máu tươi ngay tại chỗ, người bị bay ra xa 4 5 mét, rồi ngã ầm ầm ở bên lề đường, xương sườn ở ngực đã bị gãy mất mấy cái. Những người vây xem đều hết sức ngạc nhiên. Chu Viên Viên bị dọa đến nỗi hét ầm lên. Phan Lâm không dám để lộ ra quá nhiều tránh cho người ta quá mức chấn động, rồi lại không biết phải giải thích như thế nào. Dù sao thì mọi người nhìn chừng chừng, cho nên thủ đoạn được sử dụng cũng giống như là dùng để đánh nhau ở trong các băng đảng bình thường. Anh cầm một cái ghế gỗ ở bên cạnh bàn đi về phía quán quân võ tán thù ngã ở trên mặt đất. Sau khi tới gần thì bèn dùng cái ghế điên cuồng đập lên người của anh ta. Mỗi một cái dường như đều dùng hết sức lực, chứ chưa từng nương tay. Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, sau đó nương theo đó chính là tiếng kêu thê thảm của hào ca. Không ai có thể ngờ rằng trận đánh nhau của Hào Ca với anh rể của Lý Cầm lại là đơn phương nghiền ép. Hơn nữa, lại còn là anh rể của Lý Cầm đơn phương nghiền ép quán quân võ cận chiến. Có phải là ngược lại rồi không? Không phải là quán quân tán thù đơn phương đánh người này mới đúng sao? Không phải là người này phải quỳ trên mặt đất kêu khóc cầu xin quán quân võ tán thù tha thứ sao? Đại não của tất cả mọi người đều không kịp xoay chuyển, nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho đám người này biết, hiện thực chính là như thế. Phan Lâm đập bề một cái ghế trong khoảng 10 giây, thế là anh lại rút một cái ghế khác điên cuồng đập về phía Hào Ca. Lúc đầu Hào Ca còn không ngừng kêu thảm thiết, nhưng dần dần tiếng kêu thảm thiết của anh ta nhỏ dần, dường như đã đau đến nỗi sắp ngất đi. Thực ra thì mọi người ở xung quanh đều không biết rằng một đấm mà Phan Lâm đánh lên bà vai của Hào Ca đã làm cho anh ta không chịu nổi bà vai của anh ta đã hoàn toàn bị nứt xương đau đớn kịch liệt kích thích các dây thần kinh ở khắp người anh ta nên anh ta mất hết sức chiến đấu từ lâu rồi một đấm tiếp theo có thể nói là hoàn toàn đánh cho hào ca bị tàn phế phan lâm không muốn để lộ ra quá nhiều nhưng chắc chắn là phải dạy dỗ hào ca cho nên mới dùng loại cách thức tấn công này phan lâm cũng không quan tâm nhiều về chuyện phải chỉnh lý các đốt xương của hào ca anh đã đập tám cái ghế nên ở xung quanh hào ca tràn đầy những mảnh gỗ vụn bừa bộn không chịu nổi còn hào ca thì lại giống như một bãi bùn nhão nằm ở trên mặt đất cả người anh ta đều là máu nên cũng không biết là còn sống hay đã chết rồi nữa một vòng người đứng xung quanh tất cả mọi người đều chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng đáng sợ này giết người rồi giết người rồi Chu Viên Viên bị dọa sợ đến nỗi liên tục hét lên, cả người không ngừng kêu gào, gần như là sắp phát điên rồi vậy. Cô bước qua đây. Phan Lâm vứt cái ghế mục nát ở trong tay xuống, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô ta nói. Cả người Chu Viên Viên run rẩy mãnh liệt, giống như là bị điện giật vậy. Hai mắt tròn vo, run rẩy nhìn anh. Cô ta há to miệng Như không thể nói nên lời. Hai cái đùi lắc lư điên cuồng nhưng lại không dám động đậy. Thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi lặp lại sao? Phan Lâm khàn giọng nói, đại não của Chu Viên Viên cũng sắp nổ tung rồi. Lúc này Phan Lâm ở trong mắt cô ta, kinh khủng giống như là ác ma, đáng sợ giống như là ma quỷ. Cô ta không biết là chuyện gì xảy ra, hai chân thế mà lại không nghe theo sự sai khiến của bản thân. Cô ta nơm nớp lo sợ, run rẩy đi về phía Phan Lâm. Mỗi một bước chân đều cực kỳ gian nan. Những người ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sững sờ, không thể kìm lòng được mà ngầm nuốt nước miếng phan lâm muốn làm cái gì vậy chẳng lẽ chẳng lẽ anh ta cũng muốn dùng thủ đoạn thâm độc với chu viên viên sao nhưng mà cuối cùng phan lâm không có làm loạn anh chỉ thờ dài hơi nghiêng đầu nói yên tâm đi tôi không đánh phụ nữ cô bước qua đây nói xin lỗi với em gái tôi nói 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 xin lỗi là được sao chu viên viên hoảng sợ nói sau đó cô nói rõ chuyện cô vu cáo hãm hại con bé ở trước mặt mọi người để trả lại sự trong sạch cho con bé phan lâm nói được 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 tôi 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 sẽ làm theo lời anh nói anh đừng có đánh tôi chu viên viên hoàng sợ nói tiếp theo đó vội vội vàng vàng đi tới trước mặt lý cẩm run dày nói lý cẩm thật sự xin lỗi lúc trước đều là do tôi vu cáo hãm hại cô cô đừng tức giận cô hãy tha thứ cho tôi đi chu viên viên tốt xấu gì thì chúng ta cũng là bạn học lúc trước lại còn là cùng phòng nữa tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy chứ Rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ? Lý cầm gắn chặt răng, cầm hận hỏi. Chu viên viên khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tay cũng âm thầm siết chặt nhưng không lên tiếng. Phan Lâm nhạy cảm bắt được điểm này. Mặc dù Chu viên viên nhìn có vẻ rất sợ hãi, cũng đã thỏa hiệp. Nhưng ở sâu trong lòng của cô ta, sợ là vẫn còn không phục lý Cẩm. Anh rể, để cô ấy đi đi. Sau này em sẽ không tiếp xúc với loại người này nữa xem như lý cầm em xui xẻo mới là bạn học với loại người như thế này lý cầm âm thầm cắn răng nói phan lâm khẽ gật đầu mọi người ở xung quanh đều giật mình tất cả đều là bị chu viên viên hất nước bẩn lên sao chu viên viên đã nói hết chân tướng của sự việc đa số mọi người đều tin nhưng cũng có một vài người cho rằng đây là do kết quả phan lâm vụ oan giá họa mà ra nhưng điều này cũng không hề quan trọng nên phan lâm sẽ không quan tâm tới cách nhìn của những người ở xung quanh xe cấp cứu tới bèn khiêng hào ca đang nằm trên mặt đất rời đi không ít quần chúng vây xem đều thổn thức vốn dĩ gọi xe cứu thương này là để chuẩn bị cho phan lâm trái lại không ngờ lại để hào ca nằm lên đó đương nhiên xe cứu thương tới thì xe tuần tra cũng tới đây nên họ không nói gì bèn đưa ba người phan lâm chù viền viền và lý cẩm về phòng tuần tra bệnh viện rất nhanh thì có tin tức mặc dù vết thương của hào ca nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng khớp nối ở khắp người sẽ có một số di chứng nên sau này không thể luyện võ được nữa phan lâm đã đánh anh ta trở thành tàn phế còn phan lâm hiển nhiên là không thể trách được việc phải chịu trách nhiệm chẳng qua là anh không cần phải lo lắng bởi vì nơi này là giang thành hàn long sẽ ngay lập tức xử lý thỏa đáng Chuyện này cũng chỉ là đánh nhau nên hai bên có thể hòa giải rồi bồi thường thì sẽ không sao hết. Ba người làm xong thủ tục rồi rời khỏi phòng tuần tra. Nhưng khi vừa đi đến cửa thì có một chiếc Bentley dừng ở ven đường. Sau đó một người đàn ông bụng vệ bước xuống xe. Phan Lâm và Lý Cẩm nhìn thấy người đàn ông thì đều kinh ngạc không thôi. Đạo diễn đồng sao? Lý Cẩm kinh ngạc kêu lên. Hóa ra người tới lại là đồng ngọc của Hoàng Ngu nhìn thấy Đồng Ngọc đến, Chu Viên Viên lập tức nước mắt tràn mi, đầy tủi thân như một con én nhỏ vừa được bay trở về nhà, nhào về phía vòng tay của Đồng Ngọc. Đạo diễn Đồng, cô ta khóc lóc kêu la, thuận tiện ôm lấy Đồng Ngọc. Đầy là ở bên ngoài, mong cô chú ý một xíu, nếu để đám phóng viên của báo lá cải chụp được hình ảnh thì không thể giải thích rõ được đâu đấy." Đồng Ngọc vừa đẩy Chu Viên Viên ra, vừa nghiêm túc cúi đầu uống rượu. Chu Viên Viên lúc này mới đứng thẳng người, nhưng vẫn không kìm được mà lau lau nước mắt, còn vương lại trên khuôn mặt, nói điều gì đó với đồng ngọc. Được rồi, được rồi, tôi đã biết rõ hết mọi chuyện rồi, cô lên xe trước đi, tôi sẽ xử lý cho cô. Đồng Ngọc an ủi, chu viên viên liền gật gật đầu, bây giờ mới đồng ý lên xe. Đồng Ngọc hướng tầm mắt về phía Phan Lâm cùng với Lý Cầm ở bên này. Khi nhìn thấy Lý Cầm, trong mắt ông ta liền hiện lên vẻ oán hận. Bọn bầy thật là can đảm đấy, dám leo lên đầu lên cổ tao ngồi như thế sao? còn dám đánh trọng thương vệ sĩ của tao bọn mày thật là giỏi quá đi mà đồng ngọc khó chịu nói vệ sĩ sao phan lâm sửng sốt ông đang nói đến anh hào kia sao tôi còn tưởng anh ấy là bạn trai của chu viên viên đấy chứ bạn trai cái gì hả chu viên viên là nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng của công ty hỏa ngu chúng tao đồng ngọc tức giận trách móc ngay khi những lời này vừa thốt ra phan lâm mới có thể hiểu được cảm giác được cái đồ hồ ly tinh chu viên viên này đã quyến rũ đồng ngọc rồi sau đó còn chạy tới rụ rỗ luôn cả vệ sĩ của ông ta là anh hào chỉ sợ rằng đồng ngọc đã hoàn toàn bị che mắt không hề hay biết việc gì cả không nằm ngoài dự đoán nói đến việc này chu viên viên trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng lo lắng nhìn phan lâm hô hấp gần như là đông cứng lại nhưng phan lâm không có hứng thú với những rắc rối riêng tư của người khác chính vệ sĩ của ông và nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng của công ty hoàng ngu các ông đã quấy rối tôi và em gái tôi trước cho nên tôi mới ra tay. Thêm nữa, cái thân phận là quán quân tán thù của vệ sĩ ông có được là do bỏ tiền ra mua có đúng không? Thực lực thật ra chẳng ra làm sao cả. Chỉ mới có hai giây, anh ta đã bị tôi đánh ngã sấp mặt luôn rồi. Phan Lâm ngào ngán lắc đầu. Mày... mày quá kiêu ngạo rồi. Bọn bây đừng có bạn đắc ý. Tên nhóc kia, mày là cái thá gì cơ chứ? Dám đối đầu với đồng ngọc tao sao? Mày có tư cách sao? Tao sớm muộn gì cũng sẽ chừng trị mày. Còn mày nữa đấy, Lý Cầm, đừng có mà tưởng ôm được đùi của Chủ tịch Lâm và Tống Khang rồi, thì mày có thể láo tét làm loạn. Cái bộ chiến hồ kia nhất định sẽ không được quay rồi đấy. Toàn bộ ngành giải trí này, nếu mày không tìm đến Đồng Ngọc tao, thì sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được nữa. Đồng Ngọc thở hồn hền vì tức giận, chỉ vào Lý Cầm và Phan Lâm mắng nhiếc một trận. Ngành điện ảnh trong nước, bởi vì những con sâu mọt như ông mà cái ngành này mới ngày càng kém đi đây. Cũng càng ngày càng ít người xem, cho dù Lý Cầm tôi sau này cả đời sẽ không ngóc đầu lên được nữa, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ tìm đến đồng ngọc ông đâu. Lý Cầm nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, được lắm. Lý Cầm, đồ con nít danh nhà mày, mày lợi hại đấy. Được thôi, nếu đã như vậy rồi, thì chúng ta cứ cưỡi lừa xem hát, rồi chờ đến kết thúc nhà, để xem xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Về mặt của đồng ngọc hung ác và dữ tợn, nhau mắt cười nói. Ngoài ra, ta cũng phải thông báo cho mày biết là bộ phim Chiến Hồ đó thất bại chắc chắn rồi đấy. Thậm chí ngay cả Dương Quang cũng phải chịu sự liên lụy theo. Không có Dương Quang hỗ trợ, tao sẽ chống mắt lên xem mày vẫn có thể trà trộn ở trong giới điện ảnh này đến khi nào. Nói xong, Đồng Ngọc xua tay rồi mau chóng lên xe, ngành ngang rời đi. Lý cầm tức giận đến nỗi cơ thể thanh tú cũng khẽ run lên, nhưng rốt cuộc cũng không phát ra tiếng động. Ánh mắt của Phan Lâm chăm chú, trầm ngâm suy nghĩ lời nói này của đồng ngọc chắc chắn là có ẩn ý gì đấy ông ta làm sao có thể chắc chắn rằng bộ phim chiến hồ sẽ bị thất bại thảm hại cơ chứ chẳng lẽ nào là việc dương quang và chiến hồ bị bôi xấu đằng sau còn có liên quan đến hoàng ngu sao cầm anh quát lên một tiếng lớn anh rể không sao đâu chúng ta trở về đi lý cầm hít sâu một hơi không sao là tốt rồi em cũng đừng không vui nữa trở về tắm rửa một chút rồi gù một giấc thật ngon đi những việc còn lại thì cứ để anh rể lo liệu cho nha phan lâm cười nói lý cầm nghe xong chớp chớp mắt nhìn anh trong mắt lỗ ra một sự nghi ngờ không tin cho lắm sao vậy hả phan lâm cũng tò mò nhìn cô ấy anh rể em chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ kỳ lạ cái gì vậy tại sao rõ ràng anh lợi hại như vậy nhưng khi ở trong nhà họ lý thì lại giống như một tên bọt đi vậy ai cũng đều coi thường anh mà anh lại chẳng làm gì cả Lý Cầm tò mò hỏi Vậy em nghĩ là bây giờ anh lợi hại ở chỗ nào vậy? Phan Lâm cười hỏi ngược lại cô ấy Cái này... Lý Cầm trong giây phút bị hỏi đến nghẹn lời luôn rồi Anh chỉ là đánh nhau rất giỏi thôi Những việc khác thì anh thực sự rất bình thường Em đừng có nghĩ rằng anh thực sự đã đánh thắng được quán quân tán thù gì đó Em phải biết rằng anh Hào kia chỉ là một quán quân tán thù cấp tình mà thôi và cái chức vô địch của anh ta chắc chắn cũng là đạt được nhờ thực lực đấy anh ta cũng là nhân lúc anh không chuẩn bị mới bị trúng một cú của anh thôi nếu không em thật sự cho rằng anh sẽ dễ dàng trừng trị được anh ta như vậy sao phan lâm cười chuyện này có thật không vậy lý cầm nhẹ nhàng gật đầu cảm thấy khá là có lý phan lâm đưa lý cầm trở lại trường học đồng thời yêu cầu hàn long ra lệnh cho các công ty điều hành ở phía dưới để bọn họ đăng thêm các bài đăng trên mạng kiểm soát bình luận phòng ngừa việc có người đem chuyện tối nay viết thành bài đăng lên mạng nhưng cũng không sao cả bên phía dương quang cũng đã có không ít đối sách chờ sẵn rồi phan lâm quay lại dương quang cầm lấy usb trên bàn lên cắm vào máy tính kiểm tra lại một lượt sau đó thở ra một hơi dài đầy hỗn loạn với chiếc usb này mọi dư luận trên mạng sẽ bị phá vỡ mà không cần phải tốn sức tấn công Ngày mai, tất cả những tin đồn thất thiệt này sẽ biến mất sạch sẽ hết. Khách sạn lớn Lâm Giang của Giang Thành, Tống Khang đã được Phùng Bảo Chi đưa vào khu vực VIP của khách sạn. Hiện tại, khu vực VIP đã rất đông người gây ra cảnh náo loạn vô cùng. Đám đông tấp nập ngồi chen chúc lại với nhau, nói chuyện tán gẫu trên trời dưới đất. Vô lò vô nghĩ, cứ mặc sức ăn no uống say, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Đạo diễn Tống Khang, đạo diễn Tống Khang đến rồi. À, tôi biết là đạo diễn Tống Khang sẽ đến mà Đến đây, đến đây nào Đạo diễn Tống Khang, ngồi bên này này Đến đây, đến đây nào Đạo diễn Tống, dù sao đi nữa Thì chúng ta cũng phải uống hai ly Vui vẻ với nhau đấy nhé Các nam thành nữ tú trong khu vực VIP đều đứng dậy Nhiệt tình chào đón Tống Khang vừa mới đến Tống Khang liếc nhìn sơ những người này một lượt Ngay lập tức sừng sốt vô cùng ông ta mới phát hiện ra rằng những người ngồi đây vậy mà lại có hơn một nửa trong số họ là người trong đoàn làm phim Chiến Hổ. Một số người còn lại là những minh tinh đang nổi tiếng đến từ nơi khác, còn có một số quan chức của bộ. Chẳng lẽ nào tất cả bọn họ đều do Phạm Lạc kéo đến sao? Lúc này Phạm Lạc và Văn Vũ mặc lễ phục lộng lẫy trình tề, đang khoác tay nhau dào bước nhanh xuống. Đạo diễn Tống, tôi đã đợi ông rất lâu rồi đấy. Đạo diễn Tống có thể nề mặt ghé chơi, chúng tôi thật sự đã kiếm đủ mặt mũi rồi đạo diễn tống đến đây đến đây nào mời ông ngồi ở đây phạm lạc vui mừng khôn siết lập tức bước tới chào hỏi tuy nhiên đạo diễn tống khang đã thẳng thắn hất tay anh ta ra ngay lập tức mặt không biểu cảm nói phạm lạc các người thật sự đang muốn làm gì vậy hả muốn làm gì sao phạm lạc hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh sau đó trên mặt lại nở một nụ cười nói đạo diễn tống ông đừng lo lắng Trước tiên, mời ông ngồi xuống uống một ly rượu đã. Tôi sẽ nói chi tiết cho ông nghe về việc hạng mục phim điện ảnh mới của chúng ta có được không nào. Uống rượu sao? Uống cái rắm đây. Tống Khang phun nước bọt ra rồi mắng. Chúng ta còn có dự án phim điện ảnh mới nào nữa sao? Anh có biết hay không? Đám người bọn anh đều sắp bị đại họa giáng xuống đầu rồi đây Ngay khi những lời này vừa được nói ra xong, hiện trường đang sôi nổi nhộn nhịp, bỗng chốc im bặt ngay. Nụ cười của Văn Vũ đông cứng lại theo. Đạo diễn Tống, ý của ông là gì vậy? Cái gì mà đại họa giáng xuống đầu rồi đấy chứ? Những lời của Tống Khang khiến cho tất cả mọi người đừng sốt. tai họa sắp xảy ra sao? Khi tất cả mọi người đang ở trong tình trạng hăng hái, đang yên, đang lành. Vậy mà tại sao tai họa lại ập đến chứ? Đạo diễn Khang, ông nói rõ ràng đi. Sao tai họa lại sắp ập đến chứ? Chẳng lẽ tên chủ tịch lâm đó cho người đến giết hại chúng tôi sao? Một người đàn ông uống cạn ly rượu rồi cao mày hỏi giọng điệu nghiêm túc của ông ta vừa buông ra xung quanh ông ta đột nhiên vang lên những tiếng cười khúc khích ông cao tôi thấy ông có phải bị ngốc rồi không những lời như vậy mà ông cũng nói ra được sao ông ngây thơ quá rồi đó đã là thời đại nào rồi mà còn đùa như vậy nữa theo tôi thì sống chống tôi thì chết sao đừng có đùa nữa mặc dù trình độ nghề y của chủ tịch lâm cao siêu đã tạo ra dương quang có thể coi như là có chút thành tựu nhưng trong mắt tôi anh ta cũng chỉ là một bác sĩ thôi một nhà kinh doanh toàn thân giặc mùi tiền, không dám bước lên trước mặt mọi người. Đúng vậy, những người trong khu khách VIP cười nói, Phạm Lạc cũng thở vào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói. Đạo diễn Khang, tôi đã nói chuyện với đạo diễn Ngọc của Hoàng Ngu rồi. Lần này về phim Chiến Hổ, Hoàng Ngu nhất định sẽ hỗ trợ chúng tôi hết sức. Ông cũng nhìn thấy rồi chứ. Một nửa số người ở đây là từ đoàn phim Chiến Hổ, đều là những người làm việc dưới tay ông. Chúng tôi chuẩn bị kiếm được một món lớn, sẵn sàng cắt một miếng thịt lớn của tập đoàn Dương Quang. Cậu tính cắt như thế nào đây? Tống Khang trầm giọng hỏi. Kiện Dương Quang. Khuôn mặt của Phạm Lạc có ý cười, từng chút một nói ra ba từ. Vốn dĩ tưởng rằng khi nói ra ba từ này sẽ khiến cho Tống Khang vô cùng kinh ngạc. Nhưng trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, vẻ mặt của Tống Khang lại bình tĩnh đến lạ thường. Trên khuôn mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào. Phạm Lạc cao mày. Dương Quang có Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng là hai luật sư có tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, họ có mối quan hệ rất tốt với đoàn nhân dân. Một trong ba luật sư có tiếng nhất của Yến Kinh. Mọi người còn muốn kiện Dương Quang sao? Mọi người đang làm cái gì vậy? Cứ coi như là kiện được Dương Quang. Sau đó, mọi người sẽ nhận được cái gì chứ? Tông Khang bình tĩnh nói. Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng là cái gì chứ? Mặc dù đoàn nhân dân có hơi khó giải quyết, nhưng cũng không cần phải lo lắng. Còn về tại sao lại kiện Dương Quang, đó là bởi vì dự án phim của chúng tôi đang cần vốn để khởi động. Tôi đã kết hợp với tất cả các thành viên của đoàn làm phim Chiến Hồ thu thập đầy đủ chứng cứ. Ngày mai sẽ đưa ra tòa để yêu cầu công ty Dương Quang phải bồi thường về vấn đề hợp đồng. Đến lúc đó sẽ lấy về 1.000 đến 1.700 tỷ để tiếp tục quay phim mới. Như vậy không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, phim mới có vụ kiện này làm bàn đạp chắc chắn sẽ có lợi thế rất lớn về mặt quảng bá, về phía phòng bán vé cũng được đảm bảo, lần này chúng tôi hoàn toàn có thể dựa vào Dương Quang để kiếm được rất nhiều tiền, Dương Quang sẽ thua cuộc và tên chủ tịch Lâm chết tiệt đó nhất định sẽ bị đánh bại trong trò chơi này. Phạm Lạc mỉm cười nói, ánh mắt của anh ta như thể nắm chắc phần thắng, mọi người cũng đều mỉm cười. Đây là trận chiến nhất định phải giành thắng lợi, chỉ cần tham gia thì đã là người thắng cuộc nhưng nghe đến những lời này tống khang vẫn không khỏi lắc đầu phạm lạc cậu quá ngây thơ rồi tất cả mọi người ở đây đều quá ngây thơ thật ra mọi người không hề biết sức mạnh của dương quang rộng lớn như thế nào mọi người lại càng không biết chủ tịch lâm đó đáng sợ ra sao đạo diễn khang nếu ông bằng lòng với chúng tôi đấu lại dương quang đánh bại bọn họ thì hãy ngồi xuống đây uống rượu còn nếu ông đến đây để tung tin đồn nhảm nói lời đe dọa thì mời ông đi cho Phạm Lạc nói, thái độ của anh ta đối với Tống Khang đã không còn vui vẻ nữa. "Tôi không phải là nói lời đe dọa, Phạm Lạc, Văn Vũ, còn cả những người ở đây nữa, tôi chỉ là khuyên mọi người một câu, nhân lúc vẫn còn chưa muộn, mau đi tới Dương Quang và chủ động nhận lỗi với chủ tịch Lâm, nếu không, một khi chủ tịch Lâm đã nổi nóng, lúc đó không ai giúp được mọi người đâu." Tống Khang tận tình khuyên nhủ bọn họ. "Ông già kia, còn mẹ nó, ông đang nói vớ vẩn cái gì vậy?" một người đàn ông không nhịn được nữa ném ly rượu mạnh trong tay về phía tống khang chiếc ly vỡ toang và rượu bắn lên người của tống khang tống khang tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó quát lớn cậu làm cái gì vậy đồ lão già ông mới đang làm cái gì đó không muốn làm thì cút ngay đi ông nghĩ ông là cái thá gì người đàn ông đó đi tới và dùng chân đạp về phía tống khang tống khang vội vàng tránh né nhưng vẫn bị cọ vào một bên cả người lào đào lui về phía sau tống khang ông thật nghĩ rằng ông là người tài giỏi như vậy sao cũng chỉ là một lão già mọi người thuộc giới giải trí trong nước nề mặt nên gọi ông một tiếng đạo diễn khang nếu không nề mặt ông thì ông chính là một con chó giữ nhà ông có tư cách gì mà tỏ ra kiêu ngạo trước mặt chúng tôi chưa đúng vậy nếu không phải là anh phạm nề mặt ông ông nghĩ rằng ông có thể vào được đây sao mau cút đi cho chúng tôi cút mau cút đi mọi người ồ ạt đứng dậy lớn tiếng quát mắng tống khang tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng liên tục gật đầu nói được được rồi nếu như mọi người đã nói như vậy thì coi như tống khang tôi lo chuyện không đâu rồi mọi người tự mình làm đi nói xong liền vẫy tay rời đi đợi đã phạm lạc gọi lại tống khang dừng lại một bước quay đầu hỏi vẫn còn chuyện gì sao tống khang đi ra khỏi cánh cửa này chúng ta chính là kẻ thù lần này dương quang nhất định sẽ thua trận một khi dương quang bị lật đổ trong giới điện ảnh trong nước này ông sẽ không có đường lui đâu ông nên suy nghĩ kỹ càng phạm lạc cười híp mắt nói ý nghĩa của những lời nói này mọi người ở đây đều hiểu tống khang khịt mũi không nói gì quay người rời đi không biết thế nào là lợi hại tên tống khang này đúng là không biết điều đợi giải quyết dương quang xong nhất định sẽ giải quyết ông ta đúng mọi người thi nhau chửi bới ai ai cũng bức xúc nếu tống khang đã muốn tìm đến cái chết chúng ta cũng không thể ngăn cản ông ta có đúng không? mọi người xem đi, lão già ngoan cố này sớm muộn gì cũng phải hối hận thôi. Phạm Lạc cười chế nhạo, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hung ác. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe, để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện cốt tình các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại